Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái lãi suất trên ngân hàng IC Credit, trên ứng dụng ngân hàng điện lực, trên ứng dụng Momo, cái lãi suất nó sẽ ra sao, thấp hay cao. Bây giờ mình đã vay được 3 triệu này trong vòng 3 tháng, và các bạn xem cái lãi suất của mình nó sẽ ra sao các bạn. Cùng các mình xem nha. Lãi suất tháng đầu là 1.204, tháng sau 1.208, tháng cuối là 1.204. Rồi bạn xem chi tiết các bạn, mình sẽ vào cho các bạn xem chi tiết lãi suất như thế nào mà 3 triệu trong vòng 3 tháng 600 các bạn. Xem chi tiết đây. À, lộn rồi, mình vào lại. Xem chi tiết. Đây. Chi tiết là cái hợp đồng của mình. Đó, hợp đồng mình thấy không? Hợp đồng là tên hợp đồng, số hợp đồng, thanh toán. Mình quan trọng là cái lãi suất, mình sẽ phóng to cho các bạn xem lãi suất nè. Đây. Cái lãi suất nè. Đây là tên khoản vay, các bạn không quan tâm. Quan trọng lịch thanh toán và chi tiết như sau nè. Kỳ đầu là 1.204.000 của mình thấy không? Nợ gốc là mình có 965.000 phải trả thôi. Còn lãi phải trả là 111.000. Còn cái phí dịch vụ á, phí dịch vụ hơi cao. Phí dịch vụ là 108.000, nó gần bằng cái lãi suất của các bạn. Đó không? Phí dịch vụ là hết 108.000. Tháng thứ hai phí dịch vụ là 112.000. Tháng thứ ba 108.000. Cái lãi suất nó không cao nhưng cái phí dịch vụ nó cao các bạn. Cái lãi suất tháng thứ hai, tháng thứ ba nó rất là ít nhưng cái phí dịch vụ nó cao các bạn. Đó, lưu ý chứ ngân hàng thì nó làm theo đúng quy định là 45% trong năm, nhưng là cái phí duy trì trên Momo nó sẽ tính theo cái phí đó nên nó sẽ cao thôi. Đây, ngày giải ngân đó, cái này đó lãi suất. Rồi các bạn đã nắm rõ là phí dụ thôi không, lãi suất nó để lãi suất 45% trên năm, phí dịch vụ là 328.000, thời hạn 3 tháng. 3 tháng là phí mình 328, và cái phí của bên ngân hàng nó vẫn cũng 300, khoảng 300 ngàn nữa, là khoảng 600 mấy á. Đó thấy không? Rồi các bạn đó, lãi suất đó nó tính theo như vậy thấy không? Nó làm theo đúng quy định nhà nước thôi nhưng cái phí dụ nó vẫn cao hơn. Đó, giờ các bạn đó xem. Giờ chúc các bạn thành công nha.